Xin chào các bạn. Hôm trước thì mình đã làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn cách để chạy chiến dịch D2C hiệu quả thông qua ba kênh Facebook, YouTube và blog. Đối với kênh Facebook thì đa số các bạn đều làm được và các bạn đã có thu nhập. Đó là các bạn quảng cáo trên Facebook cá nhân hoặc là các bạn có thể tạo một trang fanpage để chạy quảng cáo hoặc là các bạn đăng trong các hội nhóm, diễn đàn, forum, vân vân. Đối với kênh YouTube thì nhiều bạn inbox cho mình hỏi là cách tải và chỉnh sửa video để mà đăng lên kênh YouTube như thế nào. Vậy nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết cho các bạn từ A đến Z. Nên các bạn cố gắng xem hết video này nhé. Đầu tiên là các bạn đăng nhập vào D2C và bạn nào mà chưa có tài khoản thì có thể kéo xuống phần mô tả video của mình để đăng ký miễn phí nhé. Và sau khi đăng nhập thì các bạn sẽ vào chọn phần chiến dịch. Ở đây các bạn có thể xem qua các sản phẩm và lựa chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp. Các sản phẩm của D2C không qua trung gian nên hoa hồng rất là cao. Ví dụ như sản phẩm VitaJet thì hoa hồng của nó là 805.000 trên một sản phẩm. Ở đây mình sẽ demo cho các bạn là mình sẽ bán sản phẩm Nano Curcumin. Đây các bạn kéo xuống các bạn sẽ thấy này. Đây, Nano Curcumin. Các bạn sẽ vào đây các bạn xem cái hoa hồng này. Hoa hồng của nó là 283.000. Các bạn xem qua các cái điều kiện chấp nhận đơn hàng, điều kiện từ chối đơn hàng để tránh cái trường hợp sau này cái hoa hồng của các bạn bị hủy nha. Ở đây bạn sẽ chọn cái phần link phân phối cho mình nè. Đây các bạn nhấp vào link phân phối rồi các bạn nhấp vào xem trước. Một trong hai cái landing page ở dưới này các bạn nhấp vào xem trước. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy video về nhé. Các bạn có thể lấy video ngay trên landing page này hoặc các bạn có thể lên YouTube và gõ tên sản phẩm thì nó sẽ ra rất là nhiều clip. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy trên landing page này luôn. Các bạn kéo xuống. Ở đây nó có rất là nhiều video, các bạn có thể chọn cái video mình yêu thích nha. Ở đây mình sẽ chọn cái video này. Đây. Rồi ở đây có cái nút chia sẻ nè. Các bạn nhấp vào đây cho mình, các bạn sao chép liên kết. Rồi bây giờ các bạn về lại cái giao diện điện thoại, các bạn tải cho mình hai cái ứng dụng này, UC Browser và KineMaster. Các bạn vào CH Play, các bạn tải cho mình hai cái ứng dụng này nhé. UC Browser này, đó, và cái ứng dụng KineMaster. Đó, ở đây mình đã tải về rồi. Đây mình đã tải về rồi nha. Còn bạn nào mà xài máy tính thì có thể tải video bằng trình duyệt Cốc Cốc và chỉnh sửa video bằng phần mềm Camtasia. Rồi hồi nãy mình đã copy cái đường link của cái video rồi, bây giờ mình sẽ vào đây, mình sẽ vào đây nhá, mình dán ở đây có chỗ nhập URL, các bạn dán cái đường link đó qua đây rồi các bạn chọn cái nút xanh xanh ở bên phải đó, rồi các bạn nhấn tải về, rồi các bạn download về máy, nhấn download về máy nha. Ok, mình đợi xíu nó sẽ download về cho các bạn. Rồi sau khi các bạn download xong thì các bạn sẽ vào phần mềm KineMaster cho mình. Các bạn chọn cái ô chính giữa này, cái nút tròn tròn chính giữa này. Chọn khung 16:9 rồi các bạn nhấn vào phương tiện. Các bạn chọn cái video mình đã tải về đó. Ok, xong. Ở đây mình sẽ thêm cái caption cho nó. Các bạn thêm số điện thoại của mình này. Ở đây mình thêm số điện thoại này. Hotline. Ok. Các bạn kéo cho nó to ra tùy các bạn. Rồi các bạn chọn phông chữ. Ở đây có cái chữ AA, các bạn nhấp đây. Các bạn chọn phông chữ. Rồi các bạn chọn màu này. Màu này, ở đây mình chọn màu vàng. Rồi các bạn kéo to nhỏ tùy các bạn. Rồi cái thứ hai là các bạn ghi caption là link mua hàng chính hãng. Link mua hàng, bạn cứ ghi đi, lát nữa mình sẽ chỉ cho bạn.
Ok, màu vàng. Sửa cái này lại đi, cho nó xuống dòng đi. Đây, kéo nó to ra. Đó. Đây xong. Các bạn, đây. Tôi đã mắc căn bệnh đau dạ dày từ rất lâu và làm cho tôi rất khó chịu trong. Nếu mà các bạn muốn cái chữ này nó kéo dài luôn cả cái hết cái video này nhá, thì các bạn nhấp vào đây cho mình, các bạn kéo. Đó. Cái dưới cũng vậy. Đây, các bạn nhấp vào đây, các bạn kéo ra. Đó, nó sẽ chạy cái video cho mình luôn. Này. À, nhưng kể từ ngày tôi sử dụng nano curcumin rồi xong. Ở đây bạn có thể thêm cái hình ảnh nha. Các bạn chọn phương tiện để thêm một cái hình ảnh các bạn thích. Đây. Rồi các bạn ghi caption cho nó. Rồi, ok, vậy đã xong. Ok, vậy đã xong rồi. Ở đây ví dụ như cái này các bạn thấy nó chảy lâu quá thì các bạn có thể cắt nó đi. Cắt. Ở đây các bạn nhấp vào cái hình đi. Ở đây nó sẽ xuất hiện cái hình cây kéo, các bạn nhấp vào đây. Các bạn có thể cắt sang trái của đầu phát hoặc cắt sang phải hoặc phân chia này, để mình phân chia này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ xóa cái trước này nhá. Đây, mình xóa. Thu nó nhỏ nó lại. Đó. Rồi vậy đã xong rồi, các bạn cho nó chạy lại từ đầu. Tôi đã mắc căn bệnh. Xem có cái cần chỉnh sửa gì không nha. Bệnh đau dạ dày từ rất lâu và làm cho tôi rất khó chịu trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng kể từ ngày tôi sử dụng nano curcumin của công ty OIC, nó đã giúp căn bệnh của tôi cải thiện rất nhiều và rất cảm ơn nano curcumin của OIC. Ở đây các bạn có thể thêm logo. Ở đây các bạn muốn thêm cái logo, các bạn nhập vào cái lớp. Các bạn chọn hình. Các bạn chọn hình bất kỳ. Ở đây mình ví dụ nha. Mình chọn hình của mình. Rồi các bạn kéo. Đó, các bạn muốn để đâu thì để. Ở đây mình không có để nha. Rồi xong. Ôi xem. Đó, đó, mình ví dụ như vậy. Rồi bây giờ các bạn lưu lại nè. Các bạn sẽ nhìn về phía bên trái có cái nút chia sẻ, các bạn nhấp vào đây. Rồi các bạn chọn Full HD 1080. Chọn tỷ lệ khung hình là 30. Rồi các bạn nhấn export. Đây. Nhảy lớp. Đăng xuất dự án. Rồi các bạn chờ xíu nó sẽ xuất dự án cho mình và mình sẽ đăng lên YouTube thôi. Tiếp theo là các bạn sẽ vào D2C, các bạn tạo link rút gọn cho mình. Các bạn nhấp vào tạo link. Đây. Các bạn chọn một trong hai cái landing page này, các bạn nhấp vào tạo link. Các bạn ghi nguồn. Các bạn chạy chiến dịch ở đâu thì ghi nguồn ở đó. Ở đây mình chạy trên YouTube thì mình ghi là YouTube. Đó. Dưới này ghi giống nhau cũng được nha. Rồi tạo link thôi. Rồi, đã tạo link thành công. Ở đây các bạn sẽ copy cái link rút gọn ở dưới này. Rồi xong, các bạn sẽ đăng lên. Bây giờ các bạn sẽ vào YouTube và các bạn đăng video lên. Đây. Các bạn tạo một cái kênh YouTube nha. Bạn nào không biết tạo kênh YouTube thì có thể inbox cho mình nha. Các bạn nhấp vào cái hình hình quay phim, hình cái máy quay phim này. Rồi các bạn chọn cái hình
À, các bạn chọn cái video nãy mình vừa chỉnh sửa ở đây. Các bạn ghi tiêu đề là mô tả thì các bạn ghi là link mua hàng chính hãng. Rồi, dán cái đường link này đây. Đó. Rồi, các bạn sẽ đăng lên thôi. Các bạn có thể ghi nhiều thông tin thêm nha. Ở đây mình chỉ demo thôi. Rồi, các bạn tải video lên. Công khai luôn. Tải video lên. Rồi, các bạn đợi xíu cho nó tải video lên nha. Thì đây là cái video mà mình đã tải lên. Ở đây sẽ có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khách hàng sẽ đặt hàng qua cái số điện thoại của mình ở đây, hoặc trường hợp hai là khách hàng sẽ nhấp vào cái link ở dưới này để người ta mua hàng. Đó, ở đây có cái form mua hàng này. Đối với cái trường hợp mà người ta gọi cho mình để đặt hàng mà mình không biết tư vấn thì mình có thể nói với người ta là chị ơi, em đang họp, có gì chị cho em xin họ tên số điện thoại rồi em sẽ nhờ nhân viên công ty gọi lại cho chị nha. Rồi thì mình sẽ sau đó mình sẽ tự tay nhập vào cái form này, nhập vào cái form đặt hàng này và bên nhân viên công ty sẽ gọi lại tư vấn, mà mình không cần phải tư vấn mà mình cũng không ship hàng. Và sau khi mà khách hàng thanh toán thành công thì mình sẽ nhận được hoa hồng là 283.000. Vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà tải video về và chỉnh sửa video trên điện thoại. Bạn nào mà có thắc mắc hay là có đóng góp ý kiến thì có thể comment ở dưới video này, hoặc có thể là inbox cho mình qua Facebook nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.